Chờ... Lễ áo xám kêu đi Canada thôi. Lễ là nghỉ bán á em? Dạ, là nghỉ. Đúng rồi, Cali từ 1 năm. Rồi 2 năm bán lại bình thường không? Rồi kế hoạch cho đi chơi lễ có gì không? Nhà nấu ăn ha, nấu ăn ha, mẹ nấu ăn ha. Nó công tụ tập đông, nó lỡ xui xui đó. Ở đây lúc nào cũng tụ tập đông. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Trưa nay mình lại có mặt trên đường Phạm Văn Chí thuộc phường 4 quận 6 để quay tiếp một số hình ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bún mì xào trên vỉa hè cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem thì các bạn đăng ký kênh và bật thông báo để đăng ký để ủng hộ mình và để đón xem những video tiếp theo nhé các bạn. Đây là số 254 đường Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 các bạn. Chào Lễ Trân nha. Nay bán đồ mặn ha em? Dạ bán mặn. Hai ngày bán chay rồi, bữa nay trở lại bán mặn. Ngày hôm qua là nghỉ phải không em? Vui không? Mới đâu chơi không? Nghỉ có ngày rồi. Nhà lo soạn quần áo bán luôn. Dạ, đồ của anh lo bán chưa? Đồ của anh lo chưa? Yeah. Giỏi quá ta. Lấy một hộp bánh ít trần với một hộp xôi. Dạ rồi. Hôm nay có bánh ít trần các bạn, bánh trần thì 7.000 một cái nha các bạn. Ủa 6.000 chứ hả? Dạ 6.000 bánh. Mới mấy ngày mà quên rồi. Hiện giờ thì mình thấy có Lễ Trân và Lễ Tú đó ha. À tránh ra sâu lên. Hai hộp nhiêu vậy? Covid này là mấy cái lễ hội rồi bỏ hết nhà thành phố rồi không ra luôn. Nãy mình cũng bán qua một đợt, lúc mà mới mở ra là bán một đợt hả em? Dạ, mới bán một tầng rồi, nãy qua đông. Cho nên bây giờ dẫn trở lại, một chút xíu khách cứ sẽ tới lại nữa các bạn. Có theo từng top, từng top. Để có đi đâu không, Lễ Trân? Dạ, chứ ở nhà quá thôi. Hôm nay... Đi 2 ngày luôn ở nhà hả? Đi 2 ngày ở nhà. Tới đi lui. Hôm nay có xôi mặn, bánh bột, bún mì xào. Anh Hiệp ra là anh Hiệp dứt một dĩa mì thịt. Chào hơn 80 người đang xem live stream nha. Canada dù buồn gì là lấy thú còn chán hơn Mỹ nữa. Đúng rồi. Lớn đẹp đó. Dạ đúng rồi. Qua bánh ít trần về trước nè. Cho nên đặt tên sâu cho nên sâu ấm nhôm ấm nhèo. Ấm nhôm mà dữ quá. La chị hoài. Dạ 15.000. Thêm hộp này. Này hai xôi này vô trước. Cái này coi kênh gì ạ? Dạ chị coi kênh 4 mùa ẩm thực. 4 mùa ẩm thực. Dạ. Bây giờ chị mở lên nhiều lắm, nhiều video. Cô La nghỉ lễ hả cô La ha? Vài bữa nghỉ hả? Nghỉ nhà em dọn dẹp anh ơi, bữa đó đi chơi hết rồi. Mà cô nói là qua lễ cô bán buổi sáng là kế hoạch sao rồi? Cho nên cái bán buổi sáng của cô La còn đang do dự ha. Tại vì còn cái tiền thuê mặt bằng á các bạn.
142 thôi ạ. À, bây giờ thì khách bắt đầu đông trở lại đó các bạn. Đâu thì cái nhà chứ xuống nói sớm rồi tao muốn á. Dạ. Có 5 7 bàn thì nó cũng vô. Đem về. À, bánh bột cũng 18 ngàn một hộp nha bạn. Bánh bột rất là ngon. Nó có bánh bột đó có quay môn sắt. Rồi những rau giá rồi có tôm mỡ, cải xá bấu, tôm khô. Đậu chất không có chỗ tiêu luôn. Trời ơi, ghê quá trời. Đã tham gia để hộp nào? Bánh bột hả? Bánh bột. Phòng phòng chống dịch. Để bánh bột vô, có cắt chả giò vô bánh bột nữa không em? Thì cũng có bánh bột, cũng có chả giò vậy. Ta quay lại kiếm chuyện ta ghẹo chơi. Sao vậy? Bụng chính á. Chị có bạn Facebook với em với hỏi đặt đồ ăn á. Nhưng mà chị đặt nhiều không? Đặt nhiều không? Phải, chị nói là chị đặt ở 4-5 hộp á. Nhưng mà tại vì nhiều sao quá đặt từ chối. Ít quá. Phải đặt số lớn á thì mình chạy đi giao được. Phải đặt mà số lượng lớn á thì mình chạy đi giao cũng được. Cái chị mua đồ em luôn. Đặt cái trên. Cái đồ chua, cái hộp cơm, hộp bánh chua. Ví dụ ở đây nó mình cứu giống à giống ta đặt là tiếng xa gì thì nó có mình cái gì đó. Cũng gì lắm. Cũng như em thấy không, dù như ở Việt Nam mình là ăn đồ Trung Quốc là hạp là ngon, nhưng mà qua Đài Loan lại ăn không được. Đài Loan đồ cũng là Trung Quốc nhưng đồ Đài Loan không ăn được luôn, tại vì nó rất lạc là nhách. Ủa mà áo kiểu gì á, nó lạc nhách. Hướng dẫn viên phải đem theo nước mắm nước tương, đem đi theo là hỏi anh yêu em không ạ. Hung rồi là em yêu. Hung rồi là em yêu. Hung rồi là em yêu, đúng rồi. Đúng rồi, không trả giờ. À đúng rồi, em quen ơi. Anh mua hôm trước á, sầu riêng của cái chị bán nó bán ngon, giá hợp lý. Đây là giá rẻ 110.000. Tính rủ đen mà nói hoài làm hết rủ được. Làm cho anh ăn được, đầu ta, đầu tay vậy anh ăn cũng được. Anh biết sao ở đây đi gần, còn ra Sài Gòn đông. Ăn chè cái dùng là dễ chè ngon nha, mình mua ăn chè. Ăn món gì? Biết tách với lại cái spaghetti rồi. Tách với spaghetti. Thì vô heo ông á, vô heo ông nhiều khó con. Nếu mà lạc dữ quá thì khó ăn đó. Vô heo ông cũng nhiều món ngon. Heo ông á, heo Bình Tân. Heo ông, nói heo ông. Heo ông. Anh đọc heo ông, đúng rồi. Heo ông, nói heo ông. Heo ông đọc theo của em, đọc theo của anh nó khác. Chụp hình ơi chẳng.
Buồn buồn bóc phục dịch chơi vậy à? Cái nó sới là trứng này cắt rất đẹp luôn. Ai cắt? Dạ mẹ cắt. Tú đi nghỉ phép 2 ngày có đi đâu chơi không? Mấy cái đó không phải mẹ cắt nè. Mẹ cắt đó nha. Thế đó là em hay ngồi cắt. Có lịch rồi hả? Đi bò cặp vàng gì đó. Chân không có đi hả? Bò cặp vàng là đi lên trên cắt lái. Nghe cắt lái. Ở ngoài Đồng Nai hả? Cắt lái. Hai cái nữa hả? Cắt lái. Một bò cặp vàng đúng không? Qua phà. Qua phà tới rồi. Qua phà đi coi cắt lái. À chú hỏi đây quay có gửi tiền cho con hả? Không móc luôn. À chú tính kêu quay hả? Dạ không, con thích có đi quay. Lấy cái xoay nhỏ đi chứ. Cái chỗ nào tướng đồ ăn ngon rồi tới quay. Dạ không ạ. À vô đây luôn. Dạ. Hôm nay sao không thấy cười gì hết mà cười không thấy Tổ Quốc đi lại thương người. Để Trân cho xin một cái nụ cười đây lại Trân. Thấy không? Thấy lại Trân cười không thấy Tổ Quốc luôn cả nhà. Chú bán gì hả? Dạ. Không phải trả giờ được nè. Không. Quay có mấy chỗ quảng cáo nó hay quay quảng cáo. Giờ mua nụ cười của lại Trân hơi khó. Nhất là bữa rồi anh quay. Có mấy kênh họ nhiều khi chú liên hệ chú kênh lớn họ tới họ quay giống như chú bán gì á, bán họ tới họ quay nè. Ba cô chỉ xa nhỏ đi chơi. Đây ba xôi nè. Đúng rồi em đâu Nam Châu ơi, mấy này là để ngày ăn nấu. À, bây giờ thì trùm cuối Lễ Hà mới ra nha các bạn. Không lâu giá không hết. Không lâu giá không hết. Anh thèm nói ơi, đúng rồi. Mình đi cài. Có nha. Là bằng chứng rồi, có bằng chứng. Cái nhà. Em Phương đi 5 chỉ. Em Phương đi 5 chỉ. Đi một cây luôn. Cây luôn. Cho mẹ ruộng. Hôm bữa cô Lan nói mỗi đứa đám cưới là cho 5 cây luôn. 5 cây chở luôn vậy. Không chở trà. YouTuber quay. Nó chưa bỏ chả giò vô mà. Cắt hết bao hao chả giò. Thầy có nước trừ đúng không? 6 ngàn trời. À, hộp bún mì mấy bún con? Mấy cái hộp? Hộp bún mì. Một hộp bún mì. Bún to. Bún to là 5 cái hả? Để học tiếng Hoàng. Bún to bún mì chú. Bún mì. Không ăn gì, đúng không? Không ăn gì. Đây coi rồi, phải ăn không? Ủa chú ăn cái gì chú? Quay người đẹp. Quay lên 60 giây. Chú hỏi ai đẹp đâu. Các bạn vừa xem một xuân ảnh về những cô gái xinh đẹp bán bún mì xào trên đường Phạm Văn Chí. Địa chỉ ở đây là số 254 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 đó các bạn. Các bạn xem, các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Có lẽ mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Và mình hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.